Ăn gì khó có quan lo, tập 21. Không biết là bà có muốn ăn một cái món gì đó không? Con mua cho bà ăn. Ăn cơm không, đâu biết ăn cái gì đâu. Con mua tôm cho bạn ha. Tôm cũng được. Bà đợi con xíu nè, con đi quay lại liền. Bạn nhân viên nói là tôm hùm Việt này nó ngon hơn là tôm hùm Alaska. Alaska này thay nhiều hình lắm. Trời mưa nó lớn cái độ mà sấm sét hồi nãy giờ rất là nhiều luôn á, mọi người hãy nhìn nè. Bà ơi. Bà ở đây là một mình thôi với ai? Ở đây là ông cả với ông quỷ thôi. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 72, bớt già, bớt 8 tiêu 8. Mấy bữa nay trời mưa lắm, bà bán có được không? Mới bán đẹp qua hôm nay, mấy bữa giờ nghỉ chợ không đi. Còn là 21, ngày đó không có lợi nhiều. Đây là con rang me cho bà ăn. Còn đây là, con này là con sốt phô mai cho bà. Con ăn con thôi. Con, dạ. Con đi đây cho ông xã. Nào giờ bà ăn con ăn cái này. Dạ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bà ăn tôm hùm. Con cả tôi bị 17 năm rồi, nói tôi ở để tôi cho rồi cho bạn khỏe chút, tôi sống như kia tôi cũng làm gì được cho bạn chứ. Trời ơi ông nói gì chứ, con mèo con chó lòng tầm sống cũng như con người kể sống được ngày đó ngày đấy. Tôi đi về tôi tối mày không buồn. Chuyện qua lại đó, tôi dòng cái nhà trọ mình không ở, sợ cầm ma mấy già rồi còn cầm ma chẳng có ai cái số vậy là chuyện thôi, chứ giờ ai muốn vậy. Nó đi làm xong trong được năm nào hai năm nay nó lại cái tức ông mắc nợ ông ác quá giờ ông gặp gì. Mưa mà mưa, mưa mà mưa, nhà tôi tốt rồi. Này con cho bà 1 triệu. Dạ, cảm ơn con. Này, về cho ông mừng lắm. Kêu ông phải dành đi nữa, khi nào mình mà đi bệnh viện.